Xin chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến trúc HCG. Thật là vui tuyệt vời khi hôm nay Cường tiếp tục ngồi và chia sẻ cho quý vị các bạn về tất cả những cái mẫu nhà đẹp mà bên Kiến trúc HCG đã thiết kế và thi công ở trên 63 tỉnh thành. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về công trình của nhà anh Nguyễn Đức Thể ở xã Lỗ Hà, Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam nhé quý vị các bạn nhé. Thì Cường xin mời quý vị các bạn hãy cùng Cường xem để chúng ta có thể hiểu về không gian, giải pháp cũng như là hồ sơ bản vẽ để cho quý vị các bạn có thể là nắm bắt được và áp dụng trực tiếp vào trong cái khuôn viên, trong cái công trình của nhà mình. Trước khi đi vào video lần này thì đầu tiên thì Cường xin mời quý vị các bạn là hãy nhấn nút đăng ký kênh, nhấn vào chuông để mỗi khi mình xuất bản video thì quý vị và các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được nhanh nhất, phải không ạ? Và một điều nữa đó chính là chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cái nhu cầu, cái mong muốn của nhà anh Nguyễn Đức Thể để cho quý vị các bạn có thể nắm bắt được và áp dụng vào công trình nhà mình nó tốt hơn. Thì trên màn ảnh của quý vị các bạn thì đó chính là cái nhu cầu, cái công năng của nhà anh Nguyễn Đức Thể. Anh đang mong muốn có một công trình với cái diện tích sử dụng nó rơi vào khoảng tầm từ 160m2 và anh gồm có 4 phòng ngủ nha quý vị các bạn nhé. Phòng ngủ 01 thì là được 14,9m2, phòng ngủ 02 thì là được 16m2, phòng ngủ 03 là được 12,5m2 và phòng ngủ 04 là được 14,9m2. Và anh muốn có một cái không gian phòng khách kết hợp với lại phòng thờ, phòng khách là được 24,8m2 và phòng thờ là được 12,7m2. Trong đó chúng ta có một khu vực phòng bếp là được 18,4m2. Về cái không gian phòng vệ sinh thì anh muốn là trong không gian phòng bếp có hai phòng vệ sinh ở bên ngoài và một ở đầu hồi góc cái khung xấu nhất của nhà anh thì cũng có một phòng vệ sinh nữa nha quý vị các bạn nhé. Thì đấy là cái nhu cầu mong muốn của nhà anh Nguyễn Đức Thể. Còn trên màn hình của quý vị các bạn đây, đó chính là những cái hình ảnh mà Cường đang chụp ảnh với anh Thể trong cái buổi mà đi về khảo sát cái công trình của nhà anh, cũng như là khi mà về khảo sát thì bao giờ Cường cũng xem cái nền đất này và để lấy cái cốt cao độ cho nhà anh để xác định rất rõ về bề mặt phong thủy, tác động cảnh quan cho anh, để sau đó thì là bên mình sẽ thiết kế một cái công trình nó chuẩn phong thủy nha quý vị các bạn nhé. Thì đấy là cái buổi về khảo sát của bên mình. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hướng lên màn hình để chúng ta xem cái công trình của nhà anh Thể nha quý vị các bạn. Trước khi đi vào video thì Cường xin phép là cảm ơn anh Thể rất là nhiều. Xin chúc anh và toàn thể gia đình nhà mình luôn luôn mạnh khỏe, an lành, luôn đạt được cái mục tiêu của mình trong cuộc sống. Và sang đầu năm 2023 thì anh xây dựng cái công trình lần này, anh sẽ khi mà đi vào sử dụng thì anh càng ngày càng làm ăn phát đạt, sức khỏe của anh chị càng ngày càng khỏe và có thêm được nhiều các thành viên mới trong gia đình như quý vị các bạn nhé. Thì đấy là tất cả những cái điều mà mong muốn của bên Kiến trúc HCG dành tặng cho anh, cũng như là chúc anh. Còn bây giờ thì Cường xin phép là sẽ chia sẻ luôn cho quý vị các bạn để quý vị các bạn đã không phải chờ lâu nữa nha quý vị các bạn nhé. Đầu tiên thì là Cường xin phép là sẽ sử dụng cái hình ảnh trước, sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng phần mềm 3D để chúng ta xem, để cho các bạn dễ hình dung cái 3D công trình hơn. Về tổng quan công trình thì cái mặt tiền công trình lần này rất là rộng như quý vị các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ cùng nhau xem kích thước nó rơi vào khoảng 15-17m2 cơ, 15m như quý vị các bạn. Công trình thì bên trên là đầu tiên thì bên mình đang làm lên ở đây là 5 bậc như quý vị các bạn, làm cao 5 bậc. Và các cái bậc này là bên mình làm lên cả 3 hướng. Thế nên là khi mà quý vị các bạn là nhìn vào trên cái mặt bằng tổng thể này, nếu mà chúng ta làm bậc ở phần nguyên đằng trước thì thôi, thì cái mái này nó sẽ không được cân đối và nó sẽ trông nó hơi cụt. Còn nếu mà các bạn làm trường cả ra bên ngoài này, tuy là cái phần góc này ít khi chúng ta sử dụng và đi, thế nhưng mà nó sẽ đem lại cho chúng ta về cái bề mặt thẩm mỹ khi mà nhìn trên cái phương diện tổng quan, tổng thể thì công trình cả cái góc, các cái cạnh, cái công trình nó sẽ cực kỳ là cân đối như quý vị các bạn nhé. Đấy là về cái hình thức công trình về cái số bậc lên của công trình. Và về phần hình thức công trình thì quý vị các bạn có thể thấy được rằng là bên Kiến trúc HCG đang thiết kế theo cái phong cách kiến trúc là hiện đại với lại những cái thước cột là thẳng kết hợp với lại nhấn nhá bằng những cái đá ở bên trong nhé quý vị các bạn nhé, đá miếng ở bên trong. Và phần đây là cái khu vực cái cung xấu nhất thì là mình đang làm theo tuổi của con trai của anh, nên là đây là một trong những cái hướng xấu cũng như là cái hướng ở bên ngoài đường. Thế nên là bên mình đang để cái khuôn viên của khu bếp quý vị các bạn nhé. Còn các cái cung đẹp thì bên mình đều bố trí phòng ngủ hết và phòng khách rồi. Còn một cái cung nữa rất là xấu thì là bên mình đã bố trí phòng vệ sinh nhé quý vị các bạn. Còn về phần hình thức thì đây chính là cái hình thức mái Nhật. Khi mà chúng ta nhìn theo tầm mắt thì công trình cực kỳ là đẹp. Chúng ta sẽ cùng nhau đi nhìn theo cái góc mà từ sảnh đấy nhìn vào thì đây chính là cái không gian phòng bếp này. Cái lối lên bếp đây là cái chỗ mà Cường muốn nói với các bạn này. Nếu mà chúng ta làm nguyên cái đoạn này có cái bồn hoa ở đây thì lối lên này gần như là không đi, thế nhưng mà đổi lại là cái mặt tiền chúng ta sẽ rất là cân đối quý vị các bạn nhé, rất là đẹp. Đây là các cái đường gờ phào chỉ công trình
Đó, và bên mình còn nhấn nhá thêm ở đây những cái sọc chỉ các bạn về tông màu chủ đạo là kiến trúc ACG đang sử dụng ở đây, đó chính là tông màu ghi kết hợp với lại màu trắng, nó làm cho công trình nó bền với lại thời gian như các bạn nhé. Đấy là về cái hình thức công trình. Chúng ta sẽ có tất cả các cái phối cảnh công trình từ bên trong bên ngoài và phối cảnh tổng thể và phần mái. Tiếp nữa bạn nào mà chưa biết làm mái Nhật thì các bạn sẽ xem cái phần cuối bản vẽ kỹ thuật thì Cường chia sẻ rất sâu về bản vẽ kỹ thuật cho các bạn. Đây là về cái phối cảnh không gian nội thất bên trong. Đây là khi mà bước chân vào chúng ta sẽ có ngay ở đây là phần sảnh đó, được thụt vào một chút và chúng ta có một không gian phòng khách ở đây là được 24,8 m². Đối diện đó chính là cái không gian phòng thờ các bạn nhé. Về phòng ngủ thì chúng ta có 4 phòng ngủ ở hai bên hông đó. Thế còn là về cái phần cái cung sấu này thì là bên mình đang bố trí là phần bếp và có hai phòng vệ sinh bên ngoài. Đây có một phòng vệ sinh, đấy là phần tổng quan công trình. Cường xin mời các bạn hãy cùng Cường xem cái phần 3D. Đây chính là cái phần 3D. Thì khi mà Cường chia sẻ ở trên phần 3D thì các bạn sẽ cực kỳ là dễ dàng hình dung nhé các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ có cái tổng quan cái khu đất công trình của nhà anh Thể. Thì đây là cái phần tổng quan khu đất của nhà anh, thì là bên mình sẽ xây cao hơn so với cái phần nhà ba gian cũ lên là tầm 3 m. Như các bạn nhé, ở đây anh có một cái cây rất là to và bên mình xây cao lên 3 m và mình sẽ làm cửa cổng vào ở bên hông này. Ở đây đất của nhà anh rất là rộng, chỗ này là sân vườn các bạn nhé. Thì chúng ta cùng nhau đi xem về phần phối cảnh góc, về phần hình thức thì quý vị các bạn có thể thấy được rằng là các cái cột này bên mình đang làm nhấn nhá rất là đẹp với lại những cái phào lõm. Đây là những cái dạng phào lõm. Đối với những phào lõm này thì cái công trình của chúng ta nó cực kỳ là bền. Đầu tiên là nó nói đúng là nó bền, và thứ hai nữa là nó không bị là rung khi mà trời nắng nhé quý vị các bạn nhé. Không bị trời nắng mà nếu mà pháo đắp thì chúng ta hay bị rung. Các bạn nếu mà pháo đắp thì các bạn cần phải đóng đinh hoặc là các bạn phải có nẹp ghim thì chúng ta mới không bị là hiện tượng là bong bong chân nhé quý vị các bạn. Đấy, còn là nếu mà pháo lõm như thế này thì rất là bền cho với lại cái không gian với lại cái thời gian đó. Còn cái kích thước cái cột này nay bên mình đang để là rất là rộng. Đây, bên mình đang để là khoảng 630 và chiều rộng của phần sảnh đang là 3,2 m đó. Thế nhiều bạn xem các bạn có thể là áp dụng được vào trong công trình của nhà mình, nó được luôn và nó dễ dàng. Thế nhưng mà để có một cái công trình đẹp và chuẩn và sau khi mà đi vào thi công ấy, thì các bạn mà không phải cãi nhau với thợ, không phải là nói này nói nọ và cũng không phải là tranh chấp về cái vấn đề là không hợp ý, thì các bạn nên có hồ sơ bản vẽ để tránh những trường hợp đấy các bạn nhé. Và cái không gian ở đây đằng trước này thì nhiều bạn có hỏi Cường là cái phòng khách như vậy bố trí có tối không, thì Cường xin phép và chia sẻ với các bạn là không hề tối nữa những các bạn nhé. Đây là gia chủ đang sử dụng ở đây, đó chính là cái cửa mà có cả kính vào rồi đó. Nếu mà các bạn mà muốn để cho cái phòng khách nó sáng thì các bạn có thể là sử dụng ở đây, đó chính là cửa kính hoặc là cửa kính trượt bên ngoài kết hợp với lại thêm một lớp nữa bên ngoài là lớp hoa hoa sắt. Đấy thì là cái không gian phòng khách nó cực kỳ là sáng và thoáng các bạn nhé. Thì đấy là về phần hình thức công trình. Chúng ta sẽ đi sâu luôn vào phần bên trong, phần 3D tổng thể để phân tích thì cho các bạn dễ hình dung ạ. Về tổng thể 3D thì công trình này là bên mình đang làm ở đây, các bạn có thể thấy được rằng là không gian phòng khách nó rất là rộng. Kích thước phòng khách này đang được là bằng 4,8 và chiều sâu là được là cũng là 4,7, 4,8 đó. Phòng khách cực kỳ là cân đối, đối diện nó chính là cái không gian phòng thờ. Thì tùy thuộc vào mỗi gia đình thì chúng ta sẽ có một cái không gian phòng thờ nó khác nhau nhé quý vị các bạn nhé. Không phải là cứ gia đình nào cũng phải là phòng thờ to, không phải gia đình nào cũng phải là phòng thờ nhỏ, mà là tùy thuộc vào cái nhu cầu, cái không gian sử dụng cỡ công trình cũng như là ngôi nhà đó, thì để chúng ta cân đối cái không gian phòng thờ sao cho nó phù hợp. Thì đấy là cái thiết kế, đấy là cái phù hợp của vì mỗi gia đình các bạn nhé. Vì có những gia đình thì chỉ cần yêu cầu là phòng thờ nó rất là nhỏ thôi, 5 m² thôi. Còn có những gia đình thì là Cường làm cả cái phòng thờ nó to luôn, đúng bằng cái phòng khách của quý vị và các bạn là 60 m², 70 m² là Cường đều làm hết những cái phòng thờ như thế rồi đấy. Hay là cả một cái phòng ngủ nó rơi vào khoảng tầm 100 m², đó, đầy đủ các tiện nghi để đấy nó bằng luôn một cái nhà của mình luôn. Thì đấy là phù thuộc cái nhu cầu, cái mong muốn, cái công năng ấy, thì nó phải phù hợp với lại cái nhu cầu và sử dụng của bản thân của chúng ta cũng như là cái môi trường chung của chúng ta các bạn nhé. Thì đấy là Cường muốn chia sẻ cho các bạn như vậy để các bạn dễ dàng hình dung, các bạn hiểu và các bạn áp dụng nó dễ hơn. Chúng ta tránh trường hợp là xem xong chúng ta lại bảo phòng thờ bé quá hay là phòng thờ to quá,
Thì đây phòng thờ lần này bên mình đang làm nó rơi vào khoảng tầm từ 3,8, đúng tính sơ bộ 4m đi, 3,8 nhân 3,8 nó rơi vào khoảng tầm mười mấy mét vuông rồi, 14, 13 mét vuông rồi các bạn nhé, rất là rộng. Và chúng ta sẽ có thêm ở đây là 4 phòng ngủ. Các phòng ngủ này thì đều được bố trí cửa. Đây, phần cửa sổ mở rất là thoáng, sáng các bạn nhé. Chúng ta có thể là bố trí theo cái cánh khuôn là hai cánh giữa là mở, còn cánh bên hông này chúng ta mở 90 độ. Đó, có ghim đó. Và phần đây thì chúng ta có ngay là một cái phòng ngủ có hai cửa sổ ở bên hông này. Đối với lại các cái phòng ngủ mà có cửa sổ bên hông này thì nó cực kỳ là thông khí nhé các bạn nhé. Đó, cái thông khí nó sẽ đi chủ yếu theo cái cánh cửa này, nó sẽ ra đây. Đó, thế nên là cái phòng ngủ nó sẽ rất là tốt và hài hòa. Thế còn là cái cửa này là để làm đẹp thôi. Đấy, chia sẻ thật với các bạn đấy, khí nó ít đi qua cái chỗ này nhé các bạn nhé. Thế còn là chúng ta sẽ có thêm các cái phòng ngủ này để cho phong thủy nó chuẩn, bên mình không làm đối nhau, làm lệch cửa nhé các bạn nhé, tránh trường hợp là va chạm nhau. Và cái công trình lần này là bên mình đang tính theo cái tuổi phong thủy của con trai của anh, nên là cái cung của đoàn này là cung xấu nhất, nên là bên mình đặt cái phòng vệ sinh nhé các bạn nhé, để hai phòng ngủ này mà đi vệ sinh thì đi ra đây cho nó gần nhé các bạn. Và chúng ta sẽ có thêm hai phòng ngủ ở hai bên hông này, và đây là cái lối đường đi xuống bên dưới. Cái lối này bên mình đang làm là bằng 1m2, cực kỳ là rộng. Như lúc nãy Cường đã chia sẻ rồi thì là cái nhà này đang có kích thước chiều sâu là 9,6 các bạn nhé. Và chiều rộng của nhà trước là chưa tính cái phần nhô này đang là bằng 12m này, có cả phần nhô này là 13m, và phía sau này là bếp được 18m này. Đây, đây là 18 phía 18 mét vuông sử dụng. Đấy, bên mình thụt lại một đoạn để cho nó có không gian. Và bên mình sẽ làm cái khu vực bếp ở đây. Đó nhé các bạn nhé, khu vực bếp ở đây. Còn đằng sau có hai phòng vệ sinh, và có cái lối ra cái nhà cũ của nhà anh ở đằng sau này. Đây anh làm hàng thì là bên mình để lại đằng sau này 3m, và có lối ra đằng sau này để phơi phóng cũng như là giặt rũ hết ở đằng sau nhé quý vị các bạn nhé. Thì vừa rồi Cường đã chia sẻ cho quý vị các bạn là về cái công trình của nhà anh Nguyễn Đức Thể. Còn trên màn hình của quý vị các bạn đây, đó chính là 4 phần bản vẽ, phần kiến trúc, kết cấu, phần điện, phần nước. Đó, thì đây là cái phần bản vẽ công trình của nhà anh. Các bạn là lúc đấy Cường đã chia sẻ diện tích rồi, các bạn nào cần thì các bạn có thể chụp lại màn hình hoặc liên hệ trực tiếp với Cường để có được cái bản vẽ chất lượng như bên HCG các bạn nhé. Còn trên một bộ hồ sơ bản vẽ đã có rất là nhiều các bản vẽ khác nhau. Đó, tất cả các bản vẽ từ trần trước này đều có hết. Đây là cái phần trần đắp đó, thì chúng ta đều có hết cả các cái kích thước đắp như thế nào, hay là chi tiết phào chỉ ra sao để khi mà chúng ta đắp cái phào này nhé các bạn nhé. Hay là chúng ta nhiều bạn mà không biết làm mái thì trên màn bản vẽ của Cường bên mình đây thì đều rất là rõ ràng chi tiết để cho các bạn là khi thì thi công đến phần mái các bạn làm được ngay nhé các bạn nhé. Giả dụ như đây là trên cái phần bản vẽ mái, bên mình sẽ có ngay cho quý vị các bạn tất cả các cái thống kê. Đây, đầu tiên là chúng ta có các cái phần bản vẽ về độ dốc để chúng ta biết được cái độ dốc của mái là bao nhiêu. Thứ hai là mái đua ra so với tường là 600, mái đua ra so với tim cột là bằng 1575, rất rõ ràng và chi tiết đây rồi, nên là các bác thợ khi xem bản vẽ không bao giờ có thể làm sai được nhé các bạn nhé. Tránh trường hợp chúng ta làm sai trong cãi nhau. Đó, mái đua ra bao nhiêu này. Và tiếp theo các bạn sẽ có ngay ở đây, đó chính là các cái kích thước của các cái phần tim mái. Đây là mới là bản vẽ kiến trúc thôi, bản vẽ kết cấu cũng thể hiện rất rõ điều đấy nhé các bạn nhé. Và chúng ta còn có thêm là các cái bảng đây ở trên này, Cường còn thống kê luôn cho quý vị các bạn về cái số viên ngói này. Chúng ta sẽ có ở công trình của nhà anh Thể thì chúng ta sẽ có thêm một bản vẽ là bản vẽ lito và bản vẽ vì kèo. Ví dụ như đây bản vẽ lito thì chúng ta sẽ có các cái khoảng cách lito là cách nhau là 330. Đó, và chúng ta có thể là chúng ta xây tường thu hồi và chúng ta xây vì kèo để cho các bạn là dễ dàng hình dung và dễ dàng làm. Và chúng ta lại có thêm một cái bản vẽ bố trí vì kèo. Thì các cái bản vẽ bố trí vì kèo thì Cường đã chia sẻ rất là rõ rồi. Đây, chúng ta sẽ có ngay là các cái ký hiệu vì kèo VK1, VK4, VK3 cực kỳ chi tiết như thế này. Đó, bản vẽ chuẩn ấy, thì nhiều bạn khi mà đi khi mà thuê thiết kế thì các bạn lại thường nhầm lẫn một chút. So với lại một số đơn vị họ lấy giá rất thấp nhưng mà bản vẽ không hề đầy đủ. Các bạn cần phải hiểu rất rõ về điều này, và các bạn cần phải hỏi họ xem bản vẽ có những gì, danh sách bản vẽ đâu. Đó, đưa ra cho tôi xem trước nhé các bạn nhé. Tránh trường hợp mà các bạn mua ham rẻ, các bạn mua bản vẽ về xong rồi các bạn nhiều bạn còn mua bản vẽ xong các bạn về các bạn lại đi tham khảo các đơn vị khác, các bạn lại hỏi đơn vị mình sao lại làm cao vậy. Đấy là cái câu chuyện vui thôi, nhưng mà Cường muốn chia sẻ trên video để cho các bạn dễ dàng hình dung, dễ dàng hiểu, để là nắm được, để khi mà chúng ta làm một cái việc gì đấy chúng ta không bị gọi là người ta lươn mình hay là lừa mình.
nhé các bạn nhé. Đối với kiến trúc HCG thì cực kỳ là rõ ràng, chi tiết đến các cái hạng mục rất nhỏ cho các bạn. Kể cả đây, ví dụ như là trên cái vị kèo này thì là bên mình còn có cả cái vị kèo mô phỏng VK1 là cao bao nhiêu, 2m9 để cho các bạn là dễ dàng hình dung. Đó, VK2 cao bao nhiêu, hay là các cái khoảng chân này này, các cái khoảng chân này cách vào này, hay là chúng ta bắt đầu lập thì chúng ta phải lập vào cái khoảng chân bên trong này, thụt vào chứ chúng ta không được phép là lập ra ngoài, thì là đều có các kích thước để cho quý vị các bạn có thể làm, hay là các bản vẽ thì đều có mô phỏng 3D như quý vị và các bạn nhé, nên là các bạn rất là yên tâm. Tất cả các bản vẽ đều có, giả dụ như đây là bản vẽ về lát nền, đó, chúng ta sẽ có cái bản lát nền làm sao cho nó chuẩn này, đấy, hay là các cái phần lát gạch này, và tất cả các cái chi tiết thì đều được mô phỏng khó, chi tiết khó thì đều được mô phỏng trên 3D nhé quý vị các bạn nhé. Đây 2D kết hợp với 3D để cho quý vị các bạn là dễ dàng hình dung. Ví dụ như đây là cái cột phối cảnh cột sảnh này, cột ốp tường, thì đây chúng ta sẽ có cái phối cảnh cột sảnh nhé các bạn nhé. Và các cái bản vẽ về thống kê cửa rất chi tiết, ví dụ như chúng ta muốn đây, ví dụ như đây là một bản vẽ cửa của bên kiến trúc HCG thì bên mình bao giờ cũng ghi chú rất rõ về cái kích thước thông thủy là kích thước chung, đây là cái kích thước chung. Hai nữa là kích thước thông thủy là cái kích thước phong thủy của công trình, ví dụ như là 1620 và 2380, và có cả phối cảnh để chúng ta làm sao cho cái công trình nó chuẩn. Thế giả dụ như là các bạn muốn biết cái kích thước thông thủy này nó có đúng không thì các bạn hãy vào đây, các bạn hãy vào website của chú HCG đây này, đầu tiên cần vào trang chủ để các bạn dễ hình dung, sau các bạn vào phần phong thủy này, các bạn vào phần thước lỗ ban đây, các bạn vào phần thước lỗ ban, các bạn hãy nhập con số là 1620 và 2380 cho cờ đây ạ. Các bạn hãy nhập con số này 1620, các bạn nhấn enter, được chưa? Thì chúng ta sẽ có cái thước 52 là thước đo về thông thủy cửa, các bạn đạt được con số là quý nhân. Thì ở bên dưới này này, thước đo về phần cửa là quý nhân, là gia chủ là ăn nên làm ra này, làm ăn phát đạt này, bạn bè trung thành, con cái thông minh hiếu thảo, các bạn nhé. Bên mình có lý giải hết ở đây, hoặc là các bạn nhập con số là 2380 thì các bạn cũng vào cái thước phong thủy này, một là các bạn kéo như thế này đó, hai là các bạn nhập luôn cho Cường con số là 2380 đó, các bạn nhấn enter là ra. Nếu mà các bạn nào mà muốn search thước lỗ ban ấy, các bạn vào kiến trúc HCG xong bạn vào thước lỗ ban của HCG, hoặc là các bạn hãy lên mạng các bạn search chữ thước lỗ ban HCG nhé quý vị các bạn nhé, là ra ngay nhé quý vị các bạn. Đây Cường nhấn enter 2380 này, enter này, thì chúng ta sẽ được cái cung là thước 52 thì chúng ta sẽ được cái cung nhân lộc tiến bửu, hoặc là thước 4279 thì chúng ta được hoạch tài như thế. Thì là bên dưới này đã có lý giải luôn cho nhà anh Nguyễn Đức Thể rồi quý vị các bạn nhá. Hoạch tài là gì, tiến bửu là gì, đó tiến bửu là tạo ra khoảng này gia chủ luôn luôn gặp sung túc phúc lộc, nghề nghiệp luôn luôn phát triển, năng tài đắc lợi, con cái về hanh thông hiếu thảo thông minh đó. Tất cả những cái phần thước lỗ ban là bên mình làm rất là chuẩn để cho anh Thể có thể là hiểu được nhé quý vị các bạn nhé. Bản vẽ rất là rõ ràng chi tiết, chúng ta có phần bản vẽ kết cấu, giờ 42 bản vẽ và còn rất là nhiều cái phương pháp và biện pháp thi công cho công trình của nhà anh Thể. Đây là phần móng đơn nhé quý vị các bạn nhé. Thì trong các cái video của Cường xin phép là sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách đọc bản vẽ và cách làm sao cho nó đúng, để cho nó chuẩn cái công trình của quý vị các bạn đó. Và chúng ta có các cái phần thống kê sắt thép rất rõ ràng như thế này đó. Một bộ hồ sơ như này nó cực kỳ là rẻ thôi, thế nhưng mà đổi lại là chúng ta sẽ không bị phát sinh về mặt tài chính, chuẩn hóa về không gian, thợ làm đúng, không bị phải đập phá trong quá trình mà chúng ta làm. Còn trong quá trình làm các bạn còn được sự hỗ trợ trực tiếp của các kỹ sư kiến trúc của HCG để cho quý vị các bạn là yên tâm trong quá trình mà làm việc nhé quý vị các bạn nhé. Thì kiến trúc HCG là một trong những đơn vị tiên phong trong quá trình thiết kế thi công trọn gói tất cả các công trình ở trên 63 tỉnh thành. Bạn nào có nhu cầu tư vấn thiết kế kiến trúc nội ngoại thất và phong thủy cảnh quan thì quý vị các bạn hãy liên hệ trực tiếp với Cường qua số điện thoại là 0988799322 để Cường có thể tư vấn thiết kế cho quý vị các bạn, để quý vị các bạn có được cái công trình nó tốt nhất và chất lượng nhất. Còn trước khi mà kết thúc video này, Cường cũng xin gửi lại một lời chúc nữa cho anh Thể, chúc anh luôn luôn mạnh khỏe, an lành, và tới đây năm 2023 anh thi công trình tốt nhất, và khi mà vào nhà mới thì anh năng tài đắc lợi, đắc lộc như quý vị các bạn nhé. Đấy là tất cả những mong muốn của Cường cũng như anh em kiến trúc HCG dành tặng cho anh Nguyễn Đức Thể. Cường xin cảm ơn anh rất là nhiều, và bây giờ thì Cường xin phép kết thúc video ở đây. Cường sẽ làm thêm những cái video 2-3 video nữa về công trình của nhà anh Thể, về cái vấn đề hướng dẫn đọc bản vẽ của nhà anh Thể để gửi cho anh, cũng như là thợ của nhà anh ở khu vực Lỗ Hà, Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam
đó, thợ của anh có thể là đọc và hiểu được bản vẽ luôn. Cô xin trân trọng cảm ơn, xin chào và hẹn lại.